Quốc Phương xin kính chào các quý vị khán thính giả của BBC Việt ngữ và chúng tôi xin mời các quý vị theo dõi một chương trình tọa đàm bàn tròn đặc biệt ngày hôm nay nhân sự kiện báo chí Việt Nam và truyền thông Việt Nam đưa tin là ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch của tỉnh Hậu Giang đã trong ngoặc kép là ra đầu thú. Các khách mời ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được giới thiệu là có nhà báo Lê Trung Khoa, ông là chủ biên của tờ báo điện tử Thời báo.de tham gia từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Tiếp theo chúng tôi có sự tham gia của luật sư Vũ Đức Khanh, ông là luật gia và tham gia từ Canada. Ngoài ra thì từ Việt Nam chúng tôi có sự tham gia của nhà báo tiến sĩ Phạm Trí Dũng. Trước hết chúng tôi xin được nghe ngay cái bình luận của nhà báo Lê Trung Khoa từ Berlin. Xin kính mời ông. Vâng, xin chào các bạn khán giả đài BBC Việt ngữ. Xin chào các anh. Hôm nay thì ở trong nước chúng ta đã đọc được cái thông tin về việc là có thông báo rằng là việc ông Trịnh Xuân Thanh về nước tự thú. Thế thì xoay quanh vấn đề này thì xin thông báo với quý vị là hiện Thời báo chúng tôi đã lập tức cử phóng viên và liên hệ với cả luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức cũng như làm việc với cả Sở Cảnh sát Berlin. Thì được biết đây là cái tài liệu chúng tôi đã ghi chép và đầy đủ trong cái biên bản, chỉ còn cách đây chỉ có ít phút mà chúng tôi đã gặp nhau. Và cái tin này thậm chí chúng tôi chưa phát lên Thời báo mà đã đưa lên BBC. Thì thưa quý vị và các bạn là ông Trịnh Xuân Thanh không phải về nước một tự giác về nước tự thú, mà ông đã bị bắt cóc tại Berlin vào ngày Chủ nhật 23 tháng 7 lúc 10 giờ 30 phút tại nhà riêng của ông. Cái bắt cóc này ấy, thì là có một nhóm người Việt Nam đã vào dùng vũ khí và bắt buộc ông ra xe. Và cái trong cái vụ bắt cóc này thì có thêm một cái cán bộ Sở Công Thương của Việt Nam cũng có mặt và cũng bị bắt cóc theo. Nhận được cái tin đó thì theo tôi được biết thì Sở Cảnh sát có thông tin là chúng tôi bên an ninh của Đức đã làm việc ngay và cho rằng cái việc này là việc vi phạm nghiêm trọng cái chủ quyền lãnh thổ và cái hoạt động trái phép của cái nhóm người này tại Đức, và họ đang điều tra. Theo những nguồn tin trong Sở Cảnh sát Đức thì tôi được biết sau khi bắt cóc ông Thanh xong thì ông đã được di lý, tức là ông được đưa lên ô tô và trở sang một cái nước châu Âu khác, và ở đấy đã có sẵn cái phương tiện để chuyên chở ông một cách bất hợp pháp về Việt Nam, mà người ta gọi trong nước người ta gọi là ông tự thú, nhưng thực ra đây là việc bắt cóc. Và thêm một cái chi tiết nữa thì khi mà ông Thanh bị bắt cóc ở Berlin vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 7 tức là ngày Chủ nhật thì có một số nhân chứng Đức đã nhìn thấy và họ cũng đã báo cái việc này cho cảnh sát Đức. Cái việc này đang được cảnh sát điều tra và chỉ trong ít giờ nữa thôi thì phía Đức sẽ ra một cái thông cáo báo chí rõ ràng về cái việc mà vi phạm chủ quyền và lãnh thổ của Đức. Việc này chắc chắn sẽ là một cái cú rất lớn, mà nếu mà phía Việt Nam đã làm như vậy thì đây là một cái vi phạm về vấn đề ngoại giao rất lớn ở Đức, và chắc chắn cái sự kiện này nó sẽ có kéo dài trong những cái việc khác và sẽ xảy ra tới đây. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn đọc và các bạn ở đây những cái thông tin, những tài liệu mà phía Đức sẽ chuyển cho chúng tôi để các bạn cùng biết. Vâng, xin cảm ơn ý kiến vừa rồi, cái thông tin vừa rồi của ông nhà báo Lê Trung Khoa. Chúng tôi sẽ trở lại với nhà báo Lê Trung Khoa. Thưa quý vị, lúc này thì trên trang BBC Việt ngữ của chúng tôi, tức là trang website của chúng tôi đấy, tại địa chỉ là bbcvietnamese.com, thì chúng tôi cũng đã có cái bài là có tựa đề là ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú. Nội dung là như sau: ông Trịnh Xuân Thanh là đối tượng bị Việt Nam truy nã đã trong ngoặc kép là đầu thú theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam. Thông cáo chính thức được truyền thông Việt Nam đưa lại ngày 31 tháng 7 nói là ngày 31 tháng 7 2017, ông Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13 tháng 2 năm 1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà 24 gạch ngang C2 Siputra, Tây Hồ, Hà Nội. Hiện là bị can bị truy nã theo quyết định số 20C46 P12 ngày 19 tháng 9 năm 2016 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã đến trực ban hình sự cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đầu thú. Đóng ngoặc kép và hết trích dẫn. Trích dẫn tiếp theo là cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo quy định của pháp luật. Thì đó là cái tin mà chúng tôi đã BBC Việt ngữ đã đưa theo cái nguồn tin của thông báo của Bộ Công an Việt Nam. Bây giờ chúng tôi xin được hỏi ông Lê Trung Khoa, thưa ông, xin ông có thể khẳng định lại một lần nữa các cái nguồn tin mà ông biết được nó có đáng tin cậy hay không, hay như thế nào?
thường. Vâng, thưa anh Quốc Phương và thưa bạn đọc cũng như các anh, tôi đã gặp trực tiếp phía bên cán bộ điều tra cũng như gặp trực tiếp luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức, và đây là cái danh thiếp của cái người đó, và tất nhiên là trong đang trong quá trình điều tra thì tôi không được phép công bố cái chi tiết cụ thể người họ họ tên và cái văn phòng của người ta. Đây là một luật sư người Đức đấy, và cái họ đã làm cái thủ tục tức là cư trú hợp pháp cho ông Trịnh Xuân Thanh, và đáng nhẽ ông Trịnh Xuân Thanh vào sáng ngày 24, tức là sau ngày hôm sau thì sẽ ra sở cư trú để nhận cái cư trú hợp pháp đó. Thế nhưng mà ngày 23, tức là trước đó có một ít giờ, thì phía Việt Nam đã đưa một có lẽ đã đưa một cái đội sang để bắt cóc và đưa về Việt Nam, và dựng lên cái việc là ông Trịnh Xuân Thanh về khai báo và tự thú. Ngoài ra thì phía cảnh sát Đức cũng nói với chúng tôi rằng là họ cũng không hề có cái ký kết thỏa thuận gì với phía Việt Nam về dẫn độ hoặc là hỗ trợ pháp lý. Từ trước đến nay không có chuyện đó, và bây giờ cũng không có chuyện đó. Và khi Việt Nam làm cái việc này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước, và điều này sẽ được thể hiện rất rõ trong cái thông cáo báo chí mà phía Đức sẽ đưa ra trong ít giờ tới. Vâng, xin được hỏi thêm ông Lê Trung Khoa một câu nữa là theo như ông nói thì là ông Trịnh Xuân Thanh đấy thì là đã bị bắt ở nước Đức. Thế điều này không biết vậy thì suốt trong một thời gian vừa qua thì nhà nước Đức, chính phủ Đức, chính quyền Đức có biết cái nơi cư trú của ông Trịnh Xuân Thanh hay là không ạ? Vâng, thưa anh, như đã nói, để làm cái thủ tục cư trú hợp pháp thì ông Trịnh Xuân Thanh tất nhiên là phải khai báo cái thân nhân cũng như là có cái luật sư để làm cái việc đó, và những cái việc này họ đã làm rất đầy đủ chi tiết và hoàn toàn hợp pháp. Theo như chúng tôi được biết thì ông Trịnh Xuân Thanh ông đã có cái bảo hộ của chính phủ Đức về vấn đề lưu trú, thì có nghĩa là ông ấy cũng không có vấn đề gì về phía Đức cả. Và như vậy là cái việc mà bắt cóc một cái người cùng với cả một cán bộ sở công thương khác ở Đức làm một việc hoàn toàn bất hợp pháp, và cái việc này là chắc chắn sẽ là gây cái sự khó khăn tới rất lớn tới trong thời gian tới cho Việt Nam khi trong nội ngoại giao. Theo những gì mà nhà báo Lê Trung Khoa biết được ấy, thì như ông biết là phía Việt Nam đã có phát cái lệnh truy nã, theo chúng tôi hiểu nếu không nhầm là lệnh truy nã quốc tế đấy. Thì không biết là từ đó thì phía Đức có biết không, và hai bên có trao đổi gì hay không thưa ông? Dạ, cái việc truy nã quốc tế thì phía Đức cũng biết. Thế nhưng mà cái cấu hình, tức là cái cấu thành tội phạm của ông Trịnh Xuân Thanh thì phía Việt Nam hiện nay không chứng minh được. Cho nên là phía Đức hoặc đặc biệt là Interpol họ cũng không có đưa cái thông tin truy nã quốc tế của ông Trịnh Xuân Thanh lên trên trang của Interpol như thời báo đã đăng. Chính vì vậy mà anh cũng biết rằng là cái việc này là cái việc mà hoàn toàn là hợp pháp khi ông Trịnh Xuân Thanh sang đây để đăng ký cũng như là đăng ký lưu trú, và phía Đức cũng bảo hộ ông một cách hết sức hợp pháp. Vâng, ông nói là ông Trịnh Xuân Thanh đã sang Đức, chúng tôi không rõ là có hiểu đầy đủ như không, nói là có cái từ hợp pháp ở đấy thì hợp pháp là thế nào ạ? Hợp pháp có nghĩa là khi mà ông Trịnh Xuân Thanh sang Đức thì ông khi đặt chân đến nước Đức thì ông phải có cái trách nhiệm khai báo và để đăng ký. Ở đây đang gọi là đăng ký là có thể là đăng ký tị nạn, như mọi nơi người ta vẫn đến đăng ký tị nạn, giống rất nhiều người Việt Nam đến Đức cũng đăng ký tị nạn. Thì ông Trịnh Xuân Thanh cũng làm cái động tác là đăng ký xin cư trú, tức là tị nạn tại Đức. Thế thì chính vì ông đã đăng ký cho nên là những cái thủ tục pháp lý của ông đã hoàn toàn là hợp pháp, và ông được phía Đức bảo hộ trong quá trình mà làm những cái thủ tục này. Vâng, một ý nữa xin hỏi ông nhà báo Lê Trung Khoa là thưa ông, ngày hôm qua thì theo báo chí Việt Nam, đặc biệt trong đó là tờ Zing.vn thì có nói rằng là có trích lời của ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam là ông Tô Lâm nói rằng là ông không có thông tin gì về ông Trịnh Xuân Thanh đã về Việt Nam đó, thì ông có bình luận gì hay không về cái này? Tôi nghĩ rằng ở hoàn cảnh ông Tô Lâm thì cũng phải nói vậy thôi, bởi vì khi mà anh đi bắt cóc một cái công dân của nước mình từ một nước khác mang về thì anh phải có thời gian để anh xử lý, và anh có thời gian để anh thuyết phục họ để họ nhận làm cái nọ, nhận làm cái kia và có thể nói theo mình muốn. Thế thì khi mà được hỏi cái thông tin đó thì ông Tô Lâm có lẽ là cũng phải buộc phải nói nước đôi là chưa nhận tin gì đấy, hoặc là, và hôm nay thì báo chí Việt Nam đăng thì tôi nghĩ rằng cái việc mà thông báo đó của ông Tô Lâm là cũng chưa phải là hay, khi mà ông, nếu mà thực sự ông đã biết cái chuyện đó rồi thì ông cũng nên nói là nó có thì sẽ tốt hơn. Vâng, thế xin được cảm ơn ý kiến vừa rồi của ông Lê Trung Khoa. Bây giờ thì từ Canada chúng tôi xin được nghe ngay cái ý kiến, cái bình luận phản hồi của ông
Vũ Đức Khanh sau khi mà ông đã biết được tin tức này và đặc biệt ông đã nghe được ý kiến vừa rồi của ông Lê Trung Khoa. Xin mời nhà luật sư Vũ Đức Khanh. Vâng, xin kính chào anh Quốc Phương và xin kính chào tất cả quý vị của đài BBC Việt ngữ. Ở trên mạng thông báo về cái sự trở về nước của ông Trịnh Xuân Thanh. Lần đầu tiên tôi được biết là nghe ông Osin Quy Đức thông báo thì tôi rất là lấy làm ngạc nhiên có cái chuyện là tự nhiên đi về để đầu thú với mình Việt Nam. Thì tôi đã đặt ra một cái nghi vấn là cái này là do vấn đề bắt cóc. Tuy nhiên bây giờ thì nghe nhà báo Khoa từ ở bên Đức đã xác nhận là cái vấn đề này thì nó hoàn toàn trùng khớp. Tôi chỉ nói là tại sao mà tôi cho rằng đây là một cái vụ bắt cóc ở tại Đức. Tại vì cái vấn đề này nó đã xảy ra từ nhiều năm nay ở tại Canada. Từ khoảng năm 2010 cho tới bây giờ là Trung Quốc đã cho rất là nhiều mật vụ của Trung Quốc sang Canada để làm áp lực với gia đình cũng như là chính cái người mà các cái quan chức mà bị bắt vì tội tham nhũng buộc lòng phải tự nguyện đi về bên kia hoặc là họ có nhiều cái hình thức để mà họ đưa về. Vấn đề này là hồi năm 2016 khi ông Thủ tướng Lý Bằng sang họp với Thủ tướng của Canada là ông Justin Trudeau đã nêu lên vấn đề này và sở cơ quan tình báo của Canada cũng như là cái cảnh sát hoàng gia của Canada đã làm việc rất là chặt chẽ để mà ngăn chặn cái việc hoạt động của các cái lực lượng mật vụ của Trung Quốc ở tại tại Canada. Đây là một cái vấn đề mà giống như anh Khoa có nói lúc nãy, tức là vi phạm trắng trợn cái chủ quyền của cái quốc gia chẳng hạn như ở Đức trong trường hợp của ông Thanh và trong trường hợp của Canada. Tôi nghĩ rằng có thể là trong những ngày tháng sắp tới, những cái nước giống như là Đức và khối Liên minh Âu Châu cũng như là Mỹ và Canada sẽ phải có những cái cuộc họp là của họ để mà có một cái quan điểm chung đối với cái vấn đề của Trung Quốc. Mà hiện tại bây giờ thì cái danh sách mà các cái quan chức của Trung Quốc đang trốn ở nước ngoài nó lên tới con số hàng ngàn người chứ không phải là ít. Cái lực lượng mật vụ của Trung Quốc đang hoạt động rất là mạnh mẽ ở các quốc gia như là Hoa Kỳ, Canada và Liên minh Âu Châu. Cho nên cái vấn đề này là cái vấn đề tôi nghĩ rằng không phải là chuyện đơn giản. Còn trong cái vấn đề của ông Trịnh Xuân Thanh thì tôi nghĩ là cái giả thuyết mà nói ông ấy bị bắt cóc là hoàn toàn hợp lý. Dạ, tôi xin hết. Lần này thì xin lỗi ông Phạm Chí Dũng một chút, tại vì rồi chúng tôi có cái trục trặc về âm thanh. Vâng, trước hết là chúng tôi xin cảm ơn ý kiến vừa rồi của ông Vũ Đức Khanh và bây giờ thì xin mời ông Phạm Chí Dũng phát biểu ý kiến bình luận mình. Hôm nay có thể nói là cái chương trình đúng là một cái chương trình của nhà báo Lê Trung Khoa đấy. Tại vì những cái thông tin mà anh đưa ra thì phải nói là tôi với cái nghiệp vụ một nhà báo thì tôi phải nói là những cái thông tin của anh đưa ra lấn át hoàn toàn những cái thông tin mới công bố ở trong Đức. Và nếu mà sự tình mà nó diễn ra như vậy thì có thể nói đây là một cái cú sốc lớn. Và tôi tin là rất nhiều người, những người mà đang theo dõi cái chương trình hội luận BBC này, cái bàn tròn trao đổi này, sẽ bất ngờ lắm, sẽ bất ngờ ghê gớm. Riêng với là một người trong nước thì tôi không biết một cái gì ở bên ở nước ngoài cả. Mà chỉ có thể là thế này, chỉ có thể có một cái cảm nhận ở trong nước thôi, tức là một tư cách người trong nước. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi mà thấy là báo chí trong nước đưa tin Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú. Và tôi cũng rất ngạc nhiên khi trước đó, chỉ một ngày thôi, không phải là từ Bộ Công an mà lại chính từ một cái nguồn tin của nhà báo Huy Đức đưa ra thông tin mập mờ về cái chuyện Trịnh Xuân Thanh đã về Việt Nam. Đấy. Và càng ngạc nhiên hơn nữa khi trong cùng ngày đó, ngày 30 tháng 7 thì khi mà báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phỏng vấn ông Tô Lâm thì ông Tô Lâm đã lại nói là chưa có nhận thông tin gì về Trịnh Xuân Thanh. Thì tôi cho rằng có một cái gì đó nó không khớp ở đây. Thì cái việc đó thì có lẽ tôi nghĩ là trong đến ngày mai, ngày mốt có lẽ là sẽ rõ thôi. Nhưng mà tôi chỉ cảm nhận là thế này, nếu như ở cái phần ở trong nước mà Trịnh Xuân Thanh đã về một cách nào đó mà đã về Việt Nam
bị về hoặc là được về và đã có thể nói là đã ra gọi là đầu thú trong một cách, thì tôi chỉ cảm nhận là có lẽ là Trịnh Xuân Thanh đã đáp ứng cái điều kiện khai báo của một tổ chức nào đó, một cơ quan nào đó đưa ra. Tôi nói chính xác là một cơ quan nào đó, tôi không biết chắc là cơ quan nào. Thì sau đó người ta mới có thể là áp dụng cái hình thức đầu thú, coi như là về luật mặt bộ luật hình sự là giảm nhẹ tội đáng kể cho Trịnh Xuân Thanh, áp dụng cái tình tiết giảm nhẹ. Đấy. Thì về phần mình là tôi chỉ có thể nói như vậy thôi, những cái vấn đề ban đầu như vậy. Vâng, thế và quý vị đang theo dõi cái chương trình tọa đàm bàn tròn trực tuyến đặc biệt của BBC Việt ngữ về cái chủ đề liên quan tới diễn biến ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch của tỉnh Hậu Giang của Việt Nam, được nhà nước Việt Nam công bố là đã ra đầu thú. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được hỏi nhà báo Lê Trung Khoa từ Berlin, từ Quảng Đông Đức. Thưa ông, theo ông thì cái hệ lụy, cái hệ quả của việc ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt như vậy đó thì nó sẽ như thế nào đối với cả nội bộ trong nước Việt Nam và thời sự nội bộ trong nước đấy, cũng như là với cái quan sát từ quốc tế, thưa ông, xin mời ông. Vâng, thưa anh, khi mà có cái điều tra và cái phát hiện này, và khi nhất là sau cái thông cáo báo chí mà phía Đức sẽ đưa ra trong ít giờ tới, thì cái hệ lụy sẽ rất lớn, phải nói là rất lớn và rất tiêu cực. Cái điều thứ nhất là chắc chắn là phía Bộ Ngoại giao Đức sẽ ra cái công hàm phản đối cái việc này đối với Việt Nam, và cái nghị viện châu Âu chắc chắn họ cũng sẽ có cái tiếng nói thêm nữa. Và những cái nhà ngoại giao Việt Nam ở đây cũng phải trả lời câu hỏi này, cũng như là các những cái cơ quan an ninh của hai nước. Bởi vì ở Việt Nam, tại Đức thì cũng có những cán bộ chuyên trách về Interpol, tức là an ninh nằm ở đây một cách bất hợp pháp. Một cái hợp pháp tức là họ hoàn toàn là tức là hoạt động với nhau mà họ biết nhau. Bởi vì trong cái quá trình gặp cái cơ quan điều tra Đức ở đây thì tôi cũng được họ cho biết rằng là cái tên của cái anh đó là làm việc công sứ quán Việt Nam, là anh ấy là sang Đức ở cái lĩnh vực là Interpol, tức là hợp tác hai bên. Thế thì tất cả mọi cái việc hai bên phải thông báo cho nhau. Đấy, thế mà cái việc này mà làm như vậy thì có nghĩa là họ Việt Nam đã không thông báo cho Đức, mà không thông báo mà làm theo cái kiểu bắt cóc như thế này ấy, thì sẽ rất là khó khăn trong nhiều cái việc tới đây. Và cụ thể thì tôi chưa thể biết được, nhưng mà đây là một cái như là luật sư Đức ở đây họ nói là đây giống như một cái tát rất mạnh, tức là Việt Nam đã tát vào mặt cái sự nhân đạo của chính phủ Đức, tát vào chính phủ Đức ở cái việc là đã sử dụng cái việc giống như là côn đồ lưu manh để bắt cái người công dân của nước họ đang ở nước Đức này. Vâng, thế vừa rồi là cái ý kiến, cái thông tin cung cấp từ quan điểm riêng của nhà báo Lê Trung Khoa. Bây giờ thì chúng tôi xin được nghe cái bình luận của ông Vũ Đức Khanh cùng với câu hỏi này. Xin mời ông Vũ Đức Khanh. Vâng, thì tôi nghĩ rằng đó là cái cách làm của Việt Nam là họ nghiên cứu theo cái cách làm của Trung Quốc thôi. Tôi nghĩ rằng là tôi nói lúc nãy, tức là từ năm 2000, năm 2010 là Trung Quốc đã thực hiện như thế. Cái vấn đề là giữa các quốc gia với nhau họ sẽ phải giải quyết với nhau. Nhưng mà cái vấn đề rất là lớn là tất cả các cái nhân viên mật vụ của Trung Quốc tới Canada là họ đến với cái visa, tức là cái thị thực nhập cảnh mà đi dưới dạng tourist, mà họ lại có những cái hoạt động có tính cách là vấn đề an ninh hình sự ở tại đây, thì coi như cái đó là cái điều vi phạm về cái vấn đề, nhất là về vi phạm về cái vấn đề cái luật xuất nhập cảnh, thứ hai nữa là vi phạm về vấn đề cái chủ quyền của cái quốc gia mà họ tới. Thì tôi nghĩ rằng trong cái trường hợp mà ông Lê Trung Khoa mới vừa nói, tất cả những gì mà ông Lê Trung Khoa trình bày ở đây là nó hoàn toàn giống y hệt như là những cái vấn đề xảy ra ở tại Canada. Và tôi chỉ muốn nói một điểm là ở Canada, và nếu như mà trường hợp đó nó xảy ra tại Canada thì tôi không biết rằng là cái vấn đề đó nó sẽ đi như thế nào. Tại vì giống như ông Khoa có nói rằng là ở Đức có thể rằng họ đã dùng cái áp lực để đưa ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi nước Đức và bằng ô tô để đi tới một cái quốc gia nào đó mà không có nằm ở trong cái liên minh của Âu Châu, để họ có cái thẩm quyền với chính quyền đó đưa bằng một cái chuyến máy bay đặc biệt về Việt Nam. Nhưng mà nếu mà trường hợp đó xảy ra ở tại Mỹ và Canada thì tôi nghĩ là rất là khó để mà thực hiện được, vì cái biên giới giữa Canada với Mỹ thì không cách nào mà đưa ra, ngoại trừ là phải đưa ra bằng đường tàu hay như thế nào đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái này là cái vấn đề vi phạm chủ quyền
Đối với trong trường hợp mà của ông Trịnh Xuân Thanh như ông Khoa có nói, tức là tôi nghĩ rằng nhà nước Đức sẽ lên tiếng rất là mạnh mẽ, vì ở quan hệ giữa Đức và Việt Nam nó khác với cái cán cân giữa Đức và Trung Quốc, cũng như là giữa Canada và Trung Quốc. Cho nên là tôi rất là chờ cái thông tin chính thức từ phía của Liên bang Đức để có biết rằng cái tình hình này nó như thế nào. Và tôi nghĩ rằng là giống như ông Khoa có nêu ra, là có thể rằng là liên minh của Âu Châu cũng sẽ có cái cuộc họp rất là khẩn cấp để mà giải quyết cái vấn đề này. Có họ có thể dùng Nam để mà họ ngăn chặn cái trường hợp của Trung Quốc, vì có thể rằng là cái trường hợp của Trung Quốc nó còn lớn hơn và nguy hiểm hơn là trong trường hợp của Việt Nam. Ở đây tôi chỉ muốn nói là cái điểm là những cái nhân viên an ninh ở một quốc gia khác tới đây hoạt động bất hợp pháp và lại có những cái hành xử giống như là hành xử côn đồ và thực hiện những cái nhiệm vụ của họ tại đây mà không được thẩm quyền. Với vấn đề này là vấn đề chủ quyền của quốc gia. Dạ, xin dừng lại ở đây. Cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến vừa rồi của ông luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada. Bây giờ thì về cái thời liên quan tới ở Việt Nam á, thì cái hệ lụy của cái việc mà ông Trịnh Xuân Thanh được cho là ra đầu thú như vậy đấy, hay là nói cái một ý kiến của ông Trung Khoa thì nói rằng là đấy là bắt được về Việt Nam ấy, thì cái hệ lụy của nó như thế nào đối với Việt Nam, thưa ông Phạm Chí Dũng? Tôi nghĩ rằng nếu như là sự tình mà xảy ra đúng như vậy và quốc tế phản ứng, thì cái hệ lụy rất lớn đối với Việt Nam là về mặt ngoại giao, về mặt chính trị và về mặt kinh tế, nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện lắm. Và thực ra thì thế này, thực ra thì đã từng xảy ra những cái chuyện hệ lụy như vậy rồi. Việt Nam đã thất thế, thất lễ quốc tế một số lần bằng cái việc vi phạm nhân quyền rồi, chúng ta đều đã biết. Và chúng tôi là những người, những cái nhà báo, ngay là cái giới nhà báo độc lập hoạt động ở Việt Nam á, cũng đã từng bị bắt cóc. Tôi cũng đã từng bị bắt cóc ở Sài Gòn, ngay tại Sài Gòn, ngay trong trường học của con tôi. Đó. Thì cho nên là tôi chẳng lạ gì cái việc đó. Nhưng mà nếu như là cái chuyện bắt cóc ở nước ngoài thì đúng là tôi không thể hình dung được. Tôi không thể tưởng tượng. Tại vì ngay cả bây giờ tôi cũng chẳng có cái điều kiện để đi đâu. Hộ chiếu thì bị giam, tất cả bị cấm xuất cảnh, tất cả mọi thứ. Ngay thời là cũng không thể hình dung được là ở nước ngoài mà làm sao mà Việt Nam là có thể ra rồi làm những cái chuyện như vậy. Và nếu mà đúng là như vậy thì tôi cho rằng cái hệ lụy đối với Việt Nam, đối với chính phủ Việt Nam, đối với chính thể Việt Nam là kinh khủng. Tại vì người ta coi thường, người ta đánh giá đó là một cái, thực ra nó là một cái sự đạo đức chính trị, rất là hạ cấp về đạo đức của chính trị. Cho nên là tôi nghĩ cái vấn đề mà cái tổ chức minh bạch quốc tế yêu cầu Việt Nam từ lâu là phải minh bạch nhiều vấn đề ra, là nó có lý do của nó cả. Còn Việt Nam từ rất lâu rồi là không chịu minh bạch, ít minh bạch những cái vấn đề, đặc biệt là những cái vấn đề về kinh tế, rồi kể cả những cái điều liên quan tới bộ luật hình sự, điều 88, điều 258, điều 79, tất cả đều rất mơ hồ. Tôi nghĩ đây là dù sao trong cái thất lễ thì nó vẫn còn có một cái chút, tức là phải tự nhận ra mình là ai, là để chính quyền Việt Nam cần phải tới lúc cần phải tỏ ra minh bạch một chút về những cái vấn đề liên quan tới nhân quyền, liên quan tới quyền công dân, và không phải là đối xử với mọi người giống như là theo cái cách hoàn toàn là chủ quan duy ý chí và chính quyền độc tài, muốn làm cái gì thì làm. Vâng, thế xin được cảm ơn ý kiến vừa rồi của ông Phạm Chí Dũng. Xin phép được hỏi thêm ông Dũng một câu nữa, tức là thế này. Vâng, thì trước khi chúng tôi có cái câu hỏi với ông Dũng thì chúng tôi xin phép được chia sẻ một cái thông tin mà như quý vị đã biết, tức là trên cái bài báo của VTC Việt ngữ có đăng ngày hôm nay trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ vtcvnme.com đấy, với tựa đề tức là ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú đấy, thì nói rằng là các cái nguồn tin này ở trên ấy, sau khi mà có cái thông báo của Bộ Công an Việt Nam thì nói rằng các nguồn tin không hề nêu ông Thanh xuất hiện ở Hà Nội bằng cách nào, và quan chức Việt Nam từng nói ông đã trốn đi không bằng con đường chính thức trong ngoặc kép và bị truy nã quốc tế. Dù chưa rõ vụ việc này sẽ còn tiếp diễn đến đâu, nhưng mà theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam thì người trong ngoặc kép là biết mình phạm tội đấy và ra đầu thú thì có thể được coi đây là tình tiết giảm nhẹ. Cùng ngày 31 tháng 7 thì, tại Hà Nội thì tin cho hay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã chủ trì một phiên họp. Và tại đây ông Nguyễn Phú Trọng cũng đề cập vụ án Trịnh Xuân Thanh và nói rằng là rà soát lại tất cả các vụ án đang làm
vụ án nào có điều kiện thì tập trung làm dứt điểm, nhất là vụ án Hà Văn Thắm và vụ án Trịnh Xuân Thanh. Đấy là theo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu là có các biện pháp ngăn chặn tình trạng các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài hoặc vin vào lý do sức khỏe không hợp tác trong quá trình điều tra xét xử khiến vụ án bị trì hoãn kéo dài. Bây giờ thì xin được hỏi nhà báo Phạm Chí Dũng là ông định như thế nào về những cái động thái như vừa rồi của cái phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng. Xin mời ông. Tôi cho là ông Trọng khi mà phát biểu những vấn đề đó thì và báo chí đưa lại thì cũng không khác gì những cái cuộc họp lần trước. Tức là ông vẫn nói một cái, có lẽ cái cách nói của ông như vậy và báo chí đưa lại theo cũng cái cách như vậy. Và có lẽ là đã được biên tập trước khi đưa lên báo chí, thành thử là về mặt khẩu khí, văn phong, ngữ nghĩa thì cũng không khác gì những lần trước và cũng không có cái từ nào đặc biệt hơn. Tôi chỉ để ý là thế này, là gần đây, cách đây khoảng một tháng thì trong một cái cuộc họp mà trong một cái lần tiếp xúc cử tri ở Hà Nội thì ông Trọng thái độ ông tỏ ra có vẻ ông thất vọng đối với cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Khi mà cử tri hỏi về Trịnh Xuân Thanh thì lần đầu tiên ông Trọng nói cái cách như thế này, tức là còn phải mở đường cho người ta tiến. Tôi nhớ cái cụm từ như nói về Trịnh Xuân Thanh. Và đó là lần đầu tiên tôi thấy ghi nhận một cái sự gần như là có thể nói là thất vọng và gần có cách nào đó có thể có vẻ như là hơi bất ngờ của Tổng Bí thư đối với cái vụ Trịnh Xuân Thanh, mặc dù Trịnh Xuân Thanh cho tới lúc đó là Trịnh Xuân Thanh đã biến mất như vậy khỏi Việt Nam là đã gần một năm rồi. Thì cùng cái khoảng thời gian đó thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi Đức. Thế thì trong cuộc gặp với bà Merkel là Thủ tướng Đức thì sau đó thì báo chí Việt Nam đưa tin lại là hai bên có trao đổi để bắt đầu, tức là xem xét về khả năng đàm phán về hiệp định dẫn độ. Thế thì tôi mới nghĩ rằng có lẽ cái vụ này nó liên quan tới Trịnh Xuân Thanh, tới cái hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Đức liên quan tới Trịnh Xuân Thanh. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà bây giờ mới bắt đầu xem xét khả năng đàm phán, chưa đàm phán mà mới xem xét khả năng, thì chừng nào mới đàm phán và chừng nào mới đàm phán xong và chừng nào mới thực hiện cái hiệp định dẫn độ, và khi đó thì chừng nào mới có thể là dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về đó. Thì tôi mới đặt ra những câu hỏi và tôi để ý những cái hiện tượng như vậy, và tôi có cảm giác là Việt Nam có vẻ lúng túng. Thì tóm lại là cái vấn đề mà ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra trong cái cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tôi cho là khi mà đã được biên tập đưa lên báo chí thì chưa có gì mới, mà cái mới nó lại nằm ngay trong ngoài mặt báo chí, tức là trong cái đời sống thực tế và có thể là ngay trong cái cuộc mà bàn tròn mà chúng ta đang trao đổi với nhau như thế này. Vâng, hỏi nhanh ông ấy là có cái ý kiến họ bình luận đấy, họ nói rằng là đây có thể là vì trước đó là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều lần phát biểu, mà nhất là đặc biệt là về trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, thì có người cho rằng là phải chăng đây là một cái sự thắng lợi đối với ông Nguyễn Phú Trọng, thì không biết là ông có bình luận gì hay không ạ? Tôi cho rằng nếu mà bắt được Trịnh Xuân Thanh ấy, có được trong tay Trịnh Xuân Thanh ấy, thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có được một con át chủ bài. Một con át chủ bài, phải nói là một con át chủ bài đấy. Và rất quan trọng, đó là một nhân chứng bằng vàng. Một nhân chứng bằng vàng. Và có thể là bằng Trịnh Xuân Thanh, bằng nhân chứng Trịnh Xuân Thanh, mà nếu ông Trọng ông muốn và ông làm được thì ông có thể là đảo lộn cái bàn cờ chính trị Việt Nam trong thời gian ngắn. Đảo lộn thế nào ạ? Trước mắt là hai ý đồ lớn của ông Nguyễn Phú Trọng, hai kế hoạch lớn. Một là nhất thể hóa, chủ trương nhất thể hóa tại Hội nghị Trung ương 6 mà có lẽ dự kiến là sẽ diễn ra vào cuối năm 2017. Thì một phần quan trọng của cái nhất thể hóa này đương nhiên là cái vấn đề nhân sự, tức là thay đổi nhân sự rất nhiều. Và thứ hai
là kiểm tra tài sản quan chức cũng là một cái 1.000 quan chức đấy. Cũng là một cái chủ trương rất lớn của ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra, và Ủy ban Kiểm tra Đảng Trung ương đang là cái cơ quan chủ công để thực hiện chuyện này. Thì nếu như là cái vấn đề mà Trịnh Xuân Thanh mà ông Nguyễn Phú Trọng mà ông nắm được và ông biết sử dụng, thì tôi cho rằng ông có thể thực hiện được một phần nào hai kế hoạch lớn của ông như vậy. Vâng, thế bây giờ xin phép được hỏi nhà báo Vũ Đức Khanh, và sau đó thì chúng tôi sẽ xin được hỏi ông Lê Trung Khoa để kết thúc cái cuộc trao đổi này. Thì xin được hỏi ông, trước hết là ông luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, là ông đã nghe ý kiến vừa rồi của ông Phạm Chí Dũng, thì ông có cái bình luận gì không ạ? Xin được nghe ý kiến của ông. Vâng, tôi nghĩ rằng là nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có những cái vấn đề rất là lớn, và cái vụ mà táo bạo gây ra bắt ông Trịnh Xuân Thanh ở từ Đức rồi giải về Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là phía cánh của những người thân của Trung Quốc họ đã hội kiến với an ninh tình báo của Trung Quốc và đã hiểu rõ tất cả những cái cách làm của người Trung Quốc như thế nào để họ thực hiện cái phi vụ này. Còn cái vấn đề mà ông Trịnh Xuân Thanh ở đâu ở trên nước Đức, thì tôi nghĩ rằng là từ lâu mạng lưới tình báo của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Đức đã biết rồi, nhưng mà họ không dám làm vì vấn đề an ninh quốc gia, vì vấn đề ngoại giao và nhiều cái vấn đề khác. Tuy nhiên là họ đã tham khảo ý kiến của tình báo của Trung Quốc để mà biết theo cái phương cách phải làm như thế nào trong cái vấn đề này. Thì cái vấn đề mà anh Dũng nêu ra về vấn đề mà có sự thay đổi, thì tôi nghĩ rằng với cái lần cuối cùng mà Trung Quốc đã đưa ra những cái hành động khiêu khích ở tại khu vực Biển Đông, và chính phủ của Việt Nam đã phải nói với công ty của Tây Ban Nha Repsol là phải rút ra khỏi cái khu vực đó, tức là cái phía của những người thân Trung Quốc là đã rất là kẹt ở trong cái tình hình của Việt Nam, cho nên là họ đánh cái ván bài này để mà họ lật ngược lại cái tình thế. Họ muốn làm cho những cái phe mà có thể nói rằng là thân với phương Tây sẽ phải bị lôi ra trong cái vấn đề ông Trịnh Xuân Thanh rồi những người người cuối cùng, cái đó nữa là liên quan tới ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà thôi, tôi dừng lại ở đây. Tôi chỉ nghĩ rằng đây là một cái vấn đề có tính cách là rất là lớn. Tuy nhiên có một điểm là hiện tại bây giờ ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu, ông Trịnh Xuân Thanh đang ở tù hay là đang ở một cái chỗ nào đó, thì cái đó vẫn là một cái câu hỏi tương đối là lớn. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có dịp trao đổi sau này. Vâng, thế xin được cảm ơn ý kiến vừa rồi của ông Vũ Đức Khanh. Bây giờ thì chúng tôi xin đặt dành cho ông Lê Trung Khoa cái ý kiến cuối cùng. Ông đã nghe ý kiến của các vị khách khác và xin được nghe ý kiến của ông. Xin mời ông. Vâng, tôi thấy cái việc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra cũng như là thúc giục các cấp dưới làm thì hoàn toàn là đúng đắn. Thế nhưng mà cái cách chống tham nhũng bằng cái cách mà đi làm, tức là sau ông ấy có thông báo công bố là sẽ bằng mọi cách, ông nói trước cách đây ít tháng rồi về đấy, thế bằng mọi cách thì có nghĩa là bằng, thì đây là thực sự đây là cái việc là đi đã quá đà, và đây không phải là cách của một cái chính trị gia quản trị đất nước để làm được trong cái thời kỳ kinh tế hội nhập này. Nhất là Việt Nam đang rất mong muốn sau khi mất cái TPP với Mỹ, thì bây giờ rất mong muốn là cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu sẽ đi vào cái hoạt động vào đầu năm 2018. Mà thông qua cái việc này rồi thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đấy. Ngoài cái ngoại giao ra thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, bởi vì phía Đức và phía châu Âu sẽ xem xét lại những cái việc mà Việt Nam ký kết, đặc biệt là những hiệp định kinh tế mà Việt Nam rất cần đưa vào mà trong lúc mà ông ấy đã đi làm những cái việc không được hay như thế này. Đặc biệt là cách đây ít ngày thì chỉ ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã sang và rất mong muốn có cái quan hệ ngoại giao tốt với Đức và phát triển kinh tế với châu Âu. Thế nhưng mà qua cái hành động này thì ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị gặp rất nhiều khó khăn, phải nói là cực kỳ nhiều khó khăn trong cái việc là giải thích với thế giới, bởi vì ông là người đứng đầu chính phủ về cái hành động này, chứ không phải là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đấy. Thì cái việc này tôi nghĩ rằng trong chính phủ, đảng và chính phủ, tức là hai bên phải có cái hợp tác với nhau và phải có cuộc nói chuyện với nhau rõ ràng để quyết định là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải là cái người khi mà đứng đầu chính phủ chịu trách nhiệm, thì ông cũng phải có cái quyền quyết định nhất định để ông điều hành đất nước, và những cái bộ, những cái ngành mà làm đưa những cái việc này ra, tức là cái việc bắt cóc
người Việt Nam ở Đức mang về theo hình thức như là khủng bố này á, thì sẽ chắc chắn là sẽ bị Đức lên án và họ sẽ điều tra đến nơi đến chốn và sẽ có những cái thông cáo báo chí rất mạnh mẽ được đưa ra trong ít giờ tới. Vâng, thế vừa rồi là cái ý kiến từ quan điểm riêng của nhà báo Lê Trung Khoa cũng như các vị khách tham gia chương trình. Tới đây thì cái chương trình bàn tròn trực tuyến của VTC Việt ngữ phát trên kênh YouTube Live của chúng tôi thì cũng đã kết thúc. Thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương xin được cảm ơn sự tham gia của các vị khách, ông Lê Trung Khoa, chủ biên của Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, luật sư Vũ Đức Khanh tham gia từ Canada, nhà báo tiến sĩ Phạm Chí Dũng tham gia từ Sài Gòn, và chúng tôi cũng xin cảm ơn các quý vị khán thính giả của BBC Việt ngữ xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình này. Mời quý vị vào trang website của chúng tôi tại địa chỉ bbcvietnamese.com để tiếp tục theo dõi các tin bài thời sự khác, và xin hẹn gặp lại các quý vị. Xin kính chào quý vị.